Bạch sư, trong việc giúp đỡ người khác, con có làm bằng tâm sân, tâm tham thì thấy đáng là đáng hổ đấy, đấy là đáng hổ thẹn. Nhưng những khi con làm bằng tâm từ hoặc tâm bi hoặc tâm xả trong việc thì đó có thọ hỷ hoặc thọ xả lại sau khi xong việc và có các cảm thọ, đó con mới nhớ đến việc bổ túc các ba la mật cho việc giải thoát. Thời gian nhớ đến việc bổ túc ba la mật có thể ngay sau việc làm, hoặc vài giờ, hoặc thời gian sau nữa. Sau khi nhớ đến mong muốn giải thoát, con mới chia sẻ và hướng phần phước đó đến việc giải thoát. Như vậy, việc hướng phước muộn có khiến quả trổ không như ý hoặc tác động tiêu cực thế nào đó đến con đường đạo quả mà con hướng đến hay không? Mong sư giải đáp. Rồi, thưa quý vị đó, cái quan trọng là khi chúng ta làm các điều thiện, chúng ta làm bằng cái mục đích gì? Đó là cái quan trọng nhất nha. Khi chúng ta làm điều thiện, chúng ta làm bằng mục đích gì? Làm cái mục đích chúng ta làm đó là để đi đến sự giác ngộ giải thoát, thì đó là cái việc bổ túc ba la mật một cách tốt nhất. Còn nếu như chúng ta làm vì bất kỳ một mục đích nào khác ngoài mục đích hướng đến sự giác ngộ giải thoát, rồi sau đó chúng ta mới hồi hướng qua đó cái chuyện giác ngộ giải thoát, thì nó sẽ bị giảm thiểu. Cái quan trọng là ngay thời điểm làm, mình làm vì cái gì, cái mục đích chúng ta làm, mà ở trong kinh tạng gọi là chúng ta làm thiện mà có mục đích chứ không phải làm thiện không có mục đích. Làm thiện vì đời sau chứ không phải làm thiện không vì đời sau. Cái đời sau ở đây tức là cái kết quả đó là mình hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Rồi cái thứ hai đó là nếu như mà mình hồi hướng trễ thì mình làm càng trễ thì cái phước nó càng giảm thôi. Cái quả báo nó càng giảm. Như trong trường hợp vị tiểu nhất y á, khi mà cúng dường đến Đức Thế Tôn á, thì cái sự chậm trễ, càng chậm trễ thì cái phước nó càng suy giảm. Cái chuyện chúng ta hồi hướng và mong cái hướng cái phần phước thiện chúng ta làm đến sự giải thoát giác ngộ á, nó cũng tương tự như vậy thôi. Và về cái vấn đề này thì mời sư Tự Tường trước đi, ý kiến gì về câu hỏi này? Dạ, xin chào Hải Đức, xin chào quý vị. Không biết Hải Đức có nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ, thì cái mấu chốt, cái ý chính đó, trong cái câu hỏi này là vị cư sĩ này đặt vị này đặt câu hỏi là việc bổ túc ba la mật, đó là ý chính đầu tiên. Cái thứ hai là khi mà vị này nói là làm bằng trạng thái tâm ô nhiễm và trạng thái tâm thiện đó. Thì trong đây vị ấy nói là khi con làm bằng tâm từ, tâm bi thì xưa quý vị cái tâm từ, tâm bi hoặc tâm xả. Thì quý vị trong 13 la mật thì có 10 la mật thì tâm từ và tâm xả nó đã gồm trong đây rồi. Đúng không? Thì vì anh này nó nói là cái việc bổ túc ba la mật á để hướng đến giải thoát, đúng không? Mà khi mà nó có cái sự mà chậm trễ như vậy á thì nó có ảnh hưởng gì không quý vị? Đầu tiên á khi muốn bà là ba la mật quý vị phải hiểu cái đặc tính ba la mật như thế nào. Dạ, ở đây á thì cái vị đặt câu hỏi thì có đề cập đến những cái trạng thái tâm thiện, nhưng mà lại có một yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố đó nó quyết định đến cái gọi là cái thành tựu ba la mật. Nhưng mà lại ở đây lại không thấy nhắc đến.
Chính vì như vậy là thiếu yếu tố này rất là quan trọng, nhưng mà thiếu yếu tố này thì cái trên trên con đường, ngay cả mà khi mà ở đây kể rất là nhiều, kể là con là ba la mật, con làm với tâm từ tâm bi tâm xã, nhưng mà thiếu một yếu tố này thì cũng khó gọi mà ba la mật á quý vị, khó gọi là thành tựu ba la mật, thì huống chi mà nói đến là cái việc mà con sau khi con nhớ mong muốn giải thoát, con mới chia sẻ và hướng phần phước đó đến, thì cái yếu tố quan trọng đó là trí tuệ thưa quý vị. Tại vì á ở đây sư nói một cái từ này nó thiên về ví dụ pháp xíu, nhưng mà sư cố gắng nói cách ngắn gọn cho quý vị dễ hiểu. Khi quý vị làm tâm thiện á, thì trong cái ví dụ pháp á, có nói á, là quý vị có làm tâm với cái tâm hợp trí không, hay là tâm ly trí. Cái điều kiện á, mà để gọi thành tựu ba la mật á, là cái điều kiện gọi là tối thiểu nha, ở đây sư nói ngắn gọn thôi. Ngoài quý vị muốn rõ, quý vị muốn rõ về cái ba la mật á, làm như nào cho nó thành tựu cho đúng nghĩa là thuần túy là ba la mật á, để hướng đến giải thoát á, quý vị phải chịu khó đọc các tài liệu sau, thì sư sẽ gợi ý. Thứ nhất là tài liệu pháp hạnh ba la mật của ngài Pháp, thứ hai là đại Phật sử của ngài Minh Gun, quyển hai, thì trong tài liệu đó có đề cập đến quý vị là ba la mật sao cho đúng. Thì đây sẽ chỉ ngắn gọn thôi, để thành tựu ba la mật quý vị phải là tâm hợp trí và đầy đủ tâm tư, đó là cái yếu tố gọi là tiên quyết đó. Tiên quyết mà để gọi là cái thành tựu ba la mật không đó. Đó mà nếu quý vị thiếu cái đó, mà quý vị có nói là con có làm với tâm, dù con có hướng tâm từ tâm xả tâm bi gì đó không, đương nhiên cái này cũng là tâm thiện đó quý vị, nhưng mà không có cái yếu tố mà gọi là trí tuệ thì không thể nào mà khó mà gọi là ở đây là gọi thành tựu ba la mật được. Cho nên quý vị đầu tiên quý vị phải hiểu ba la mật là cái gì đã, đúng không? Rồi quý vị mới làm đúng ba la mật, đúng không? Rồi khi quý vị hiểu là ba la mật là cái gì rồi, thì quý vị sẽ tự biết, đúng không, là quý vị làm như thế nào cho đúng. Giống như đấy Đức hiện tại có nói, có nghĩa là cái khoảnh khắc nó quan trọng, với khoảnh khắc khi quý vị, thí dụ quý vị bố thí, thì bố thí vật thực đến chư đại đức tăng, thì ngay khoảnh khắc đó đó quý vị bố thí với cái tâm hợp trí, tâm đại thiện hợp trí và đầy đủ tâm tư, mà trong nơi tâm quý vị có cái sự chí nguyện, có sự mà mong mỏi, có sự mà thoát khỏi sinh tử luân hồi, giống như câu mà Y đang quan tâm mê bùn nhân a số quắc ca gia quan hô tú anh tề ca lê, có nghĩa là do sự phước báo mà con đã trong sạch làm đây, hay là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngập nơi tâm ngày vị lai đó. Đó đi những yếu tố tiền quyết đó, để quý vị mà gọi là ba la mật để sớm trên đường, sớm ngày trên quý vị vung vung bồi trên đường giác ngộ. Thì xin kết thúc câu trả lời đây, không biết để Kính Tâm có thêm có góp ý gì thêm không? Hai vị nó nghe rõ không À, nghe rõ. Đúng rồi. anh nói hết ta còn đâu nữa anh nói thì đây có một cái chỗ là hướng phước muộn thì xin thưa quý vị mình có không muộn đi nữa thì nó cũng không vô ba la mật được, đơn giản là mình làm không đúng thì khi mà mình làm phước á mình muốn làm sao để vun bồi được ba la mật á. Tại vì mà khi mình thực hành 10 ba la mật, ví dụ như bây giờ anh ta cũng bố thí, mình cũng bố thí, như vậy cái gì giúp cho cái bố thí này nó hướng vào ba la mật hay là nó là những cái quả thông thường của bố thí, thì cái này á, mình phải tìm hiểu rồi mình biết. Tại vì giống như mà nó đi quế, mà đi quế ăn, tôi đi quế tôi ăn bún bò quế cái thuốc cọ, rồi mình tới quế rồi mình không ăn, mình tưởng mình, nhưng mà thật chất mình đang đi Cà Mau á, mình cứ đi về rồi mình chết cha, tôi quên ăn cái bún bò, nhưng mà thật chất mình đi Cà Mau mình ăn cua chứ mình không để nào mình ăn bún bò được, bún bò Huế đâu ăn, rồi đi Cà Mau rồi. Cho nên á cái ban đầu cái cách khi mà mình làm gì bố thí đi, mình muốn đi vào ba la mật thì nó phải có cái phương hướng, có cái cách thức, phải có sự hiểu biết bằng tâm thì hợp trí vân vân, chứ không phải mình làm cái gì mình cũng nhẹ đà mình đẩy vô ba la mật hết trơn là nó vô là không đúng. Cho nên cho dù mình có là nãy câu đây là việc hưởng phước muộn như vậy có được không,
Thì xin thưa mình có hồi hướng trước đi nữa nó cũng không được nữa. Tại cơ bản là mình làm không đúng cách. Thí dụ mình nấu mì mà mình không cho bột nêm vô, gói bột nêm vô mà mình ngồi mình ăn nó lạt nhách. Mình này nó thua rồi. Ừ. Vậy. Rồi. Bây giờ á, thì cái này tôi với lại sư luận nè, cái này bàn với nhau ha để làm rõ vấn đề. Như vậy đó, theo sư á, làm phước hay cụ thể, ví dụ ở đây là bố thí đi, bố thí như thế nào thì gọi là bố thí ba la mật? Hỏi khó không ta? Thì tại vì Bố bây giờ thí bằng sư nói ngàn ta là bây giờ người ta bố thí như vậy là nó không thành tựu ba la mật, thì bây giờ mình phải nói rõ cho mọi người hỏi chị biết bố thí như thế hỏi nào là ba la mật. Tài Tường nãy trả lời rồi, hỏi Tài Tường kìa, Tài Tường nãy trả lời đó. Thì hồi nãy sư Tuệ Tường nói xong rồi sư lại phủ nhận. Sư Tuệ Phủ Tường nói nhận là rõ, não. sư Tuệ Tường nói là khi mà làm bố thí á, thứ nhất là cái gọi là cái tâm tư của mình á, và có cái hợp chí đi kèm, tức là mình có cái sự cái chủ ý của mình á, là có phải là hướng đến sự giải thoát giác ngộ hay không, thì đó là cái quyết định là nó có thể trở thành ba la mật hay không. Đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta cần phải xác nhận. Cái vấn đề thứ hai cần phải xác nhận á, đó là sau khi nếu như cái thời điểm mà tôi bố thí đó tôi không có suy tư hướng đến sự giải thoát giác ngộ, nhưng sau đó tôi có suy nghĩ lại và tôi muốn cái quả, cái phước mà tôi vừa mới tạo, tức là cái sự bố thí tôi vừa mới làm đó, nó chưa trổ quả đúng không? Bây giờ tôi muốn hướng nó tới sự giải thoát giác ngộ thì nó có thành tựu hay là không? Cái ban đầu mình làm với cái tâm gì nó quan trọng, không có nghĩa là mình ở đây chúng tôi muốn nói cái về nãy, tức là nãy sư Tự Tường ở dưới người đã nói rồi, thì chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm là cái quan trọng của cái việc ban đầu để cho cái phước mình nó đừng có hao mòn, chứ đâu có ai phủ nhận cái chuyện mà sau khi mà mình làm rồi á, mình làm rồi mà mình hướng về ba la mật thì nó khác nữa. Còn đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là ban ban khi mà ban đầu á, mình làm với cái tâm dũng mãnh á, mình hồi hướng ngay vào ba la mật, mình phát nguyện ngay thì cái ba la mật nó nhiều, chứ chúng tôi có phủ nhận cái câu của sư Tài Tường hồi trước đâu. Rồi, như vậy cho phép tôi tổng kết ha. Thì tức là như thế này thưa quý vị. Điều quan trọng nhất là vào thời điểm chúng ta thực hành các phước thiện, mà ở đây đang nói về vấn đề bố thí. Cái thời điểm chúng ta làm á, cái tâm tư của chúng ta như thế nào? Nó có trí tuệ đi kèm hay không? Và cái mục đích để chúng ta bố thí á, nó có phải là vì mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ hay không? Giống như Đức Thế Tôn, ngài vì đạo quả chánh đẳng giác, ngài sẵn sàng từ bỏ tài sản, từ bỏ gia đình, từ bỏ quốc độ. Cho nên cái thời điểm mà chúng ta bố thí đó, cái tâm tư thời điểm đó là quan trọng nhất, và cái ba la mật nó sẽ trở thành ba la mật, và cái ba la mật đó là dũng mãnh nhất. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta quên, hoặc là thời điểm đó là chúng ta mong cầu danh lợi, nhưng sau đó chúng ta có sự đổi ý và chúng ta muốn hồi hướng phần phước chúng ta đã làm đó đến sự giải thoát giác ngộ, thì vẫn thành tựu và vẫn được xem là ba la mật. Tuy nhiên do cái khoảng thời gian nó đã cách đi rồi, nó cách cái thời điểm chúng ta làm rồi, cho nên nó cách càng dài thì cái ba la mật nó càng yếu. Cái chất á, cái gọi là cái bản chất thì nó là giống, nhưng mà cái lượng á, thì nó sẽ yếu. Đấy, sự tổng kết là như vậy để cho quý vị dễ hiểu vấn đề ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.